kinh con, bác đưa thư đang tới nhà em. Xe đạp kêu kình kình con, thấy chiếc xe em chạy lon ton. Chắc hẳn các em đã đoán ra trên tay chị cầm bức vẽ về nghề gì rồi đúng không nào? Đó chính là chú đưa thư đó các em ạ. Chú chính là người mang đến những món quà yêu thương của người thân và bạn bè ở phương xa gửi tới chúng ta đó. Bây giờ chị em mình cùng nhau vẽ nhân vật đáng yêu này nhé. Đầu tiên, chị vẽ hai hình tròn làm đôi mắt. Một chiếc mũi ở giữa hai mắt và một chiếc miệng mỉm cười như thế này. Sau đó, chị vẽ một đường cong bao quanh các hình vừa vẽ làm khuôn mặt. Chị dùng một đường kẻ ngang nối hai đầu. Thêm một đường nữa song song phía trên. Và một đường cong ở dưới. Chị vẽ một hình tròn ở giữa hai đường song song. Và phần còn lại của chiếc mũ như thế này. Hai chiếc tai ở hai bên mặt. Đây là phần tóc mai. Tiếp theo, chị vẽ phần thân bằng hai đường thẳng từ đầu xuống. Chị nối hai đầu lại với nhau. Và chị vẽ thêm một đường song song phía trên nữa. Hai đường kẻ song song từ thân xuống. Và chị vẽ thêm một số chi tiết bên trong chiếc áo như thế này. Chị kéo dài hai đường ở thân. Và vẽ một chữ V ngược. Rồi nối vào hai đường vừa vẽ làm đôi chân cho chú đưa thư. Thêm hai hình cong phía dưới hai chân làm giày. Và hai chiếc tay ở hai bên thân như thế này. Ở cạnh thân bên phải, chị vẽ một hình cong nhỏ ôm vào thân và một hình tròn sau tay phải. Bên tay trái, chị vẽ một chiếc phong thư như thế này. Cuối cùng là chiếc hòm thư. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé! Ta-da, một chú đưa thư đáng yêu và cũng rất đáng tin cậy đã được chị tô màu xong rồi này. Các em thấy có đơn giản không? Nghề đưa thư tuy vất vả nhưng lại luôn mang đến niềm vui và hy vọng cho người nhận. Chúc các em có bức vẽ chú đưa thư thật đẹp nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Bye bye!